cầu kiên nói nó hay hơn chơi bùa với anh. Anh bông hả chị? Ở đây mấy con khách nó vô và hiền hai cơ mới ra về nữa. Mà mấy người này hình như ai cũng ngủ ít mà chờ xíu cũng vậy. Ngồi đợi em xí nha. Lấy bị đồ gì của mày bị đồ ờ 138 đi cho gì vậy? Tám lên mày. Cô lên được không? Mà quay phải cắt ra chứ mà liên tục hai ba cái liền là bị liền. Nãy có ăn trăng vậy? Nó cho lên hay cắt lên tự lên. Về nhà không? Trăng nó có về nhà không? Nó kêu ông Thành lên nè. Má con từng cho má đúng không? Cho rào cho ta nhắn tin cho bà kia này kêu bưu điện nó mới vô nó mới lấy hàng.
biết rồi, cơ ngày nay vui điện vô nè, tôi nói cho nó. Nay thứ hai anh Thảo nó ở nhà. Là nay thứ hai là anh Thảo nó không có ra. Còn mấy cái rồi tao gót rồi tao mời qua cho mình này. Thank you.